như là em nói luôn phải không, 4 tầng. Đi còn con đắp. Nó đâu rồi? Nó kính em. Ê. Đâu rồi? Ui. Xin chào các bạn đã đến với kênh màn hình nhỏ Ca Cường TV, hết hồn chưa? Chắc nghe tôi đọc hết hồn chứ gì, ha ha, thằng Cường suối tôi nói đó, ha ha. Rồi, hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hôm nay Cường đã trở lại đây. Thì hôm qua Cường có đi đặt cái bẫy cạm, bẫy lỗ, bạn về nói nó bay hai ba con ra luôn kìa. Rồi Cường đặt cái lỗ ngay cái ổ ong vẽ luôn, rồi chạy xúc quần luôn. Xong cái Cường đi bên hông của cái ổ này để mình tránh nó các bạn. Lại thêm cặp ổ nữa, hai ổ luôn. Mà hên không bị chích mũi nào. Ta gọi là ông bà đỡ, ông bà gánh, còng lưng luôn nha các bạn. Rồi chào luôn anh Lộc ơi. Chào cả nhà luôn. Đây là anh Lộc, anh ruột của ông Thọ Nguyễn nè các bạn. Đó thì Thọ nó bị đau cái chân cho nên nó ở ngoài nó giữ xe. Còn anh Lộc thì vô đây bắt hai ổ này luôn. Tại vì hai ổ này một phần nữa là mình chỉ cho anh em Thọ để có một chút thu nhập. Cái thứ hai nữa nó cũng đỡ cho Cường một cái khó khăn là đi cái đường chính để đặt cái bẫy cạm chồn của các bạn. Nó cũng một công đôi việc. Rồi ok, thì giờ anh Lộc đang bận đồ vô, bảo hộ vô để dứt hai ổ các bạn. Chứ nói chứ anh ấy không có đi mình không gì vô bắt đâu. Cứ tưởng đi vô mình không. Đang bận đồ bảo hộ á. Rồi để Cường quay cái ổ chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Đó, đang bận đồ nha các bạn. Thì để Cường quay cái ổ đầu tiên. Cường bị nó gượt là ngồi kế bên luôn, đào cái lỗ mà có ổ kế bên luôn. Nguy hiểm ghê luôn các bạn, ông bà đỡ thiệt luôn. Đây các bạn thấy không, nè cái ổ nè. Thấy chưa? Đó. Nè, Cường ngồi đây nè nha. Ngồi ngay đây, đào cái lỗ. Ê, cái vỏ bữa Cường đây nè. Đào nó ve, Cường chạy cái bu vỏ đen kỉnh đây luôn. Đó. Nói xong, mình chưa nói hết nha. Đường là đường chính, một ổ. Cái Cường mới đi vòng qua đường bên đó để đi ra đây mà. Vòng qua bên đó gặp thêm ổ nữa các bạn. Nói sách rồi có mách, có trứng rồi đó. Cái đàng hoàng nha. Nè, nó đi vòng qua đây để tránh né ổ hồi nãy ở đường chính. Sợ mà, nó bay lên kìa. Nè, ở đây ổ nè, nó bay lên nè, các bạn thấy không nè. Các bạn nhìn kỹ nè, thấy nó bay lên nè. Đó, nó bay lên đó. Đó. Ổ nằm dưới đây nè, ngay cái tay Cường luôn nè. Đó, nó bay lên kìa. Ổ này bự á. Nằm đây nè. Đó, Cường tính đi đường tắt đó, hai ba con luôn. Thôi, Cường rất là gần, nó nằm ở dưới đất, mình khó thấy, khó quay lắm. Còn ổ nãy Cường quay là Cường thấy cận cảnh ngoài đường chính luôn mà. Trời, ông bà gánh còng lưng hai ổ mà không có bị gì hết. Cường đi cái bên hông, ổ bên hông á là xém đạp ngay luôn các bạn. Thấy túa lên là chạy liền rồi. Cường chạy nhanh lắm. Nói chung cũng một phần cũng ông bà gánh nữa. Ngồi ở ổ đây, đầu lỗ đây. Rồi nó bay túa rồi kìa. Đó. Rồi ok, thì giờ anh Lộc ở đây bằng bảo hộ ha. Rồi cái anh bắt ổ ong này anh quay giùm em cái máy nhỏ trên người anh nha. Rồi em đây em đi thăm mấy cái cạm gần đây luôn. Rồi ok, giờ các bạn cùng đón xem anh Lộc sẽ ra tay hốt hai ổ này. Rồi lúc đó Cường sẽ quay cận cảnh chi tiết cho các bạn xem luôn nha. Tiếp tục bắt các bạn ơi. Máy tự nhiên hết pin lãng xẹt.
quá ok. Rất đẹp luôn các bạn. Các bạn nghĩ thử xem. Ngay đường chính ở đây mà có một ổ nè, thấy không? Cần ngồi đầu lỗ đây nè. Đó, bị gượt té đáy luôn rồi. Chạy qua đây đi bên hông để cho an toàn. Nó dứt thì mổ bên hông đây nữa. Trời ơi, nó làm cường bích đường luôn. Không có đường ra, giống như nó bao dây cường vậy. Là bí đường luôn các bạn. Hai bên hai ổ. Đi đường nào? Chỉ có bọc thẳng cái đường giữa này quyết định. Lũi thôi. Lũi là lũi chạy nha các bạn. Thôi, giờ mình vô thăm vài cái cạm các bạn ơi. Ở đây Cường có đặt mười mấy cái cạm. Giờ hy vọng là có hàng có gì Cường sẽ chia sẻ tiếp ở video này luôn nha. Mùa này là mùa ong vò vẽ nè. Đi không khéo gặp mấy ổ nhỏ đánh. Chứ ổ lớn là mình thấy đó. Còn ổ nhỏ đâu thấy đâu. Ổ nhỏ bằng cái nắm tay á. Là nó đánh bất ngờ luôn á. Tới cái cạm chưa? Đây, đây cái cạm đó các bạn. Lá gì nè, quá trời nè, nó ăn chuối hả, nhâm quá nè, chuột quá nè. Dính con chuột các bạn. Mới đặt các bạn ơi, nên chưa có hiệu quả, nó dính chuột nhiều lắm. Giờ nó ăn chuột trước xong rồi nó mới tới chồn nữa các bạn. Rồi tôi cần xử lý con chuột này rồi đi thăm tiếp nữa các bạn. Đặt có mười mấy cái à, hy vọng có hàng. Nhưng mà giờ đang suy nghĩ là khi thăm xong cái đảo ra là ổng bắt hai ổ nó xong rồi. Ra nó gượt cái đánh bỏ bà luôn á trời. Trời ơi, đi ngang đúng một ổ nữa. Cái bẫy kế đây luôn nè. Rồi kêu ông Lộc, anh Thọ bắt ổ này nữa là ba ổ luôn các bạn. Nè bảy nè các bạn, dính chuột nè. Ổ đây nè, Cường thấy ông nó bay quá trời. Cường mới quan sát cuối cuộc ổ ngay đường đi luôn. Nhưng mà nó hơi xa đường đi cỡ 2m á, 2-3m. Nè ổ nè, đường đi nè. Ổ này bự hơn ổ kia nữa nè. Bự lắm nha các bạn. Quá dữ quá dữ. Rồi bắt ổ này luôn các bạn ơi. Giờ Cường xử con chuột này trước rồi đã. Ghê quá, ghê quá. Đâu cũng có ổ, con người dễ trên trời. Vậy là tổng cộng anh Lộc bắt 3 ổ luôn. Bây giờ anh Lộc anh mới vừa bắt 2 ổ như trước rồi nè các bạn. Đây, ổ đầu tiên là 2 ổ nè. Nè, ổ đầu tiên mấy tầng anh? Ổ còn mấy con non nó ra kìa, ghê không? Ổ đầu tiên 3 tầng. Trời ơi, ngon ghê, nè, to ghê. Ổ thứ 2 4 tầng nè. Ổ thứ hai là cái hông em đi trốn đúng không? Cái hông em đi bên hông để em trốn mà là nó dưới đất này các bạn. Anh em nào nói mùa này không có ông dẻ bự đâu. Mình bắt ông dẻ bự nè nghe. Chứ không phải đó, mùa này anh em nói không có mùa dẻ bự đâu. Bốn tầng của ta. Dẻ nhỏ không anh em. Bốn tầng luôn là nhiều lắm á. À đây ổ mà ngày đường chính. Ổ 3 tầng kìa. Ổ 3 tầng này là ổ mà Cường ngồi
đặt cái lỗ kế bên nó dí vô cái gì nè, cái vỏ luôn á các bạn nè. Còn ở đây là ông già anh bắt đó hả? Ờ, ông già. Rồi thì bây giờ để cho anh Lộc anh trang bị vô bắt ổ nãy tiếp theo đó các bạn. Ổ đó chắc tầng cỡ 4 tầng á, giờ vô bắt ổ đó nữa đi ra lẹ để mưa anh Lộc ơi. Mà cái này mà anh không lấy là em một mình đi vô đây ba ổ như vậy anh nghĩ nó đánh chết em không? Đánh chết không? Mổ một là em đã ngồi ngắm gà phá thăng rồi phải không? Giờ vô lấy ổ nữa các bạn, giờ ổ đó lấy nhộng thôi chứ giờ ổ đó mà lấy con nữa lâu lắm. Để chiến sau đi tính tiếp. Rồi vô thôi các bạn. Bằng bộ đồ như thế này là đi cực luôn các bạn. Đi tới nữa anh, tới nữa. Ở đây có cái bẫy cạm nữa. Quay luôn nha. Lỡ có mắc bẫy thì kệ, mắc bỏ. Chứ mắc sao lấy được. À, giờ ổng lặn lội vô lấy ổ đó luôn nha các bạn. Bước qua luôn anh, bước qua cây luôn. Ui cái bẫy ở đây, bước ngang hay vậy ta. Bước không tạp luôn ghê được. À, dứt hai ổ đó các bạn, giờ lấy ổ nữa là ba ổ. Đi ngang có mùi thúi thúi mà nó có cái ngông bay bay rồi, nghi rồi, đây có ổ rồi. Tràm nước đúng không? Ờ, nước đáy với vỏ tràm nước. Tới đó anh, qua cây bự đó tới đó. Đó, cây bự trước kìa. Tới mà, tới cái bẫy cạm em đó nha. Tới bẫy cạm rồi đó, đó. Dưới giọt kìa, dưới giọt kìa. Đi bên đây luôn. Rồi, tới rồi đó. Tới rồi đó, anh nhìn bên trái kìa. Nhìn bên trái. Trời ơi. Anh thấy ghê chưa? Ổ này 4 tầng không? Đó nữa, tại ổ này để lên. Cái máy này, đặt cái máy trước đi. Đặt cái máy luôn. Em ngồi đây ở đâu quay ra đó là ok. Ngồi hướng kia mất công chạy về nữa cực. Chạy hướng này. Này ừ. À, bấm như anh vậy đó. Bấm cái nút quay à. Quay luôn cái gì? Quay luôn đi. Rồi em ngồi khúc này quay anh á. Để có ổ này nè các bạn. Ở đây có cái bẫy cạm nha, nhớ có chạy. Nhìn cái bẫy cạm. Lên có bạn nói bình luận là mùa này không có ổ bự. Mùa này không có ổ bự hả? Ba ổ luôn nè. Bắt con clip một ba ổ bự luôn. Hồi nãy Tùng Sâm có dặn là lấy mấy con nhộng về mua về nhậu phải không? Ờ. Rồi anh em nào có ăn nhộng thì cứ liên hệ Thọ Nguyễn nha các bạn. Vậy đây anh Lộc với Thọ Nguyễn là anh em ruột nên mình bắt mấy ông này thì anh em cứ liên hệ với nhau là được hết. Đó giờ ổ ông là mới nói kìa. Đứng kế ở đây 3-4 mét cũng không nhầm hả anh? Nè, ổ nè. Đó không nhầm nó dứt trong mũi vô mặt xưng chà bá luôn. Rồi ok đây là ổ cuối cùng các bạn. Nguy hiểm. Những con quỷ dữ ở cái đường đi của Cường nên bây giờ phải bắt hết. Xa xa chút nữa hả? Đây có ổ các bạn. Rồi ok đó anh bấm nút quay là nó ngay luôn á. Coi chừng cái lá nó che lại nha. Cái lá che đằng trước là nó không quay được. Ờ rồi ok. Rồi đi hâu hông này nè anh, hông này ngon nè anh. Đó. Rồi vô hốt luôn nha các bạn. Kìa tủa ra kìa, đó, đó. Ui, chạy. Ghê không, người khổng lồ đi bắt ổ ong. Rồi đi hướng về luôn anh. Cắm máy theo đi hướng về luôn. Ủa tới đây. Bốn tầng nha các bạn. Đó anh em nói
bắt cỡ này đâu, không có ổ lớn. Đi đi Cường ơi. Rồi. Tới rồi các bạn ơi. Rồi để có gì ra ngoài sáng sáng rồi anh em sẽ review ba ổ luôn nha các bạn. Đây, nó còn bộ ổn kìa, coi kìa. Đi đi tới đi. Theo ổn rồi hết anh ơi, như lời em nói luôn phải không, 4 tầng đi còn con đắp nó đâu rồi, nó kích em đi đâu rồi, ui nó gượt. Còn con hung quá trời luôn. Đem ra luôn đi anh ơi. Đem ra trống luôn, xa luôn các bạn ơi. Chứ giờ ở đây review là nó đớp. Nó đang đớp Cường luôn mà hên có quần áo. Mày nghĩ là tự trong đó xách ra đây dập không? Vì là mai. Vì là mai lắm rồi đó. Quay đi mai mắc hết. Mà quay đi mai mắc hết vô. Trời lớn luôn, thấy không? Đẹp nè trời. Rõ ràng chưa? Đi ra cái cuối là làm thêm cái nữa, ba ổ luôn mà. Nó không có dẻ lớn nè, nó cỡ này nè. Có thằng đó. Bắt bữa đó ổ bành bành không đâu nó hơn. Bữa bắt ổ bành bành rồi. Mày. Dập phải không? Cái cuối nó dập tại nó nãy đè. Nó bị đè. Dập chút không thôi. Cái này là cái ngay Cường đầu lỗ nè, cái nhỏ 3 tầng nè. Con đó nè các bạn. Có một luồng một nha các bạn. Một luồng một. Một luồng một ba ổ. Đây dĩ nữa nè. Đây trời ở đâu ra mau ra như ông nội. Chừng mấy ông con đó. Ôi gớt mấy con luôn kìa, mấy con này dứt liền ngon lắm các bạn, thúi thúi tủm tủm đồ ngọt ngọt. Chợ ăn thiệt luôn hả? Sợ xạo, sợ xạo. Bắt bức mệt luôn. Rồi đây là anh Lộc Nguyễn, còn đây là Thọ Nguyễn. Chào cả nhà. Hai anh em ruột, đây là anh thứ 9, còn đây là Thọ Nguyễn các bạn. Còn Cường thì các bạn cũng đã biết rồi, cái bản mặt này nó mấy năm trời làm YouTube thì lúc nào các bạn cũng biết. Có một cái là trừ khi bỏ nghề thôi các bạn không biết. Rồi không có linh tinh nữa, đây nè ba ổ, một ổ 3 tầng và một ổ 4 tầng và một ổ 5 tầng. Mấy ký? Ổ này 5 tầng. Cái này ngoài á. Cái gì? Ổ 3 ổ hai cái ngoài. Đâu đâu lại cầm, lại cầm review cái anh Lộc. Ổ đó không rồi, có 2 ký thôi rồi đó. Ổ đó đó. Ổ này cỡ nhiêu? Cái ngoài. Hai ổ cỡ 3 ký. Rồi, cái ổ này, ổ này tới ổ này. Tới ổ này. Ba ổ này cỡ 3 ký đặt cái ngoài á. Có ổ này nặng nè. Thôi có 5 tầng ổ cuối. Ổ cuối em kêu anh đó. Nằm kế ngay cái bẫy nữa em. Cũng là kế cái bẫy nữa. Ổ này nhộng đặc ghê. Con này nè anh bán con sao? Mấy con già nè. Con già ngàn con. Ngàn con. Ngàn đô. Để mình chạy có cờ. Chạy có cờ. Không ông đánh có cờ mà anh em được chạy có cờ luôn. Nếu có ai liên mua nhậu thì liên hệ em chính nha. Không, Tùng đang nhắn tin nữa kìa, nãy nó uống cà phê với mình nó nhắc rồi. Dạ. Giờ đang nhắn tin nữa kìa, hỏi có không kìa. Có. Rồi ok, thì đây là thành quả của hai anh em Thọ với Lộc các bạn, chứ không phải của mình. Và mình đi đặt cạm thôi. Và cái thứ nhất cho anh em có thu nhập, cái thứ hai nữa mình có cái video chia sẻ mọi người xem, cái thứ ba nữa an toàn cho Cường đi trên đường để thăm cái bẫy cạm để ngày mai dính trùng hương 5-6 ký. Đồ ghê không? Nói vậy cho nó nó hoành tráng vậy thôi. Rồi thì Thọ Nguyễn có làm kênh nữa bạn, kênh của nó tên là Đi Rừng, nó muốn bắt cái quần cà lõn gì đó nó bắt. Rồi anh em nào yêu quý thì liên hệ với Thọ Nguyễn là kênh Đi Rừng nha các bạn. Rồi đến đây Cường xin tạm dừng đến tại đây, hẹn các bạn ở clip tiếp theo nha. Giờ thành quả được 3 ổ với một đống con ông già. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn luôn nha, bye bye. Rồi chào cả nhà.